Chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tinh Tế. Mình là Minh Đức và trên tay mình đang là Oppo Reno 4. Và trong clip này thì mình sẽ chia sẻ với anh em 5 cái điểm mình cảm thấy là thú vị sau cái quá trình khoảng hơn 1 tuần sử dụng cái chiếc máy này. Mình cũng bắt đầu nha. Đầu tiên và không liên quan gì tới cái nội dung của Oppo Reno 4, mình chỉ muốn nhắc anh em là cài ứng dụng Bluezone để bảo vệ gia đình, bản thân và tất cả những người khác trong xã hội này để cùng nhau chiến thắng được cái dịch Covid. Ok, điểm đầu tiên mà mình thích đối với cái chiếc Reno này và mình cảm thấy là khá là thú vị đó chính là cảm giác khi mà anh em cầm vào cũng như là anh em nhìn vào chiếc máy này. Rõ ràng thì Oppo họ chọn một cái phương án khá là an toàn đối với cái chiếc máy này khi mà họ chọn cái giải pháp là tạo ra một cái chiếc Reno 4 với cái ngoại hình của nó rất là mỏng và rất là nhẹ. Và em có thể thấy là rõ ràng với cái con số độ dày chỉ có 7.8mm và nó kết hợp với lại trọng lượng của chiếc máy này chỉ đâu đó khoảng hơn 160g một chút xíu. Kích thước và cái cân nặng của nó là một trong những cái điểm mà chúng ta sẽ quan tâm tới rất là nhiều đối với cái chiếc Reno 4 này. Cái việc đó nó kết hợp với lại thêm một số yếu tố khác, thí dụ như là cái màu sắc mà Oppo họ phối cho Reno 4, đặc biệt là những cái hoa văn họa tiết mà ở những cái góc nhất định thì anh em mới có thể nhìn thấy được, thì từ đó nó phần nào cho cái chiếc máy này có một cái nét gì đó rất là đặc biệt. Nó vẫn ấn tượng, nó không quá sặc sỡ lòe loẹt, không quá nổi bật nhưng nó cũng không quá cũ kỹ, không quá buồn, mà thật thì nó khá là tiệm cận với cái cảm giác mà anh em nhìn vào những cái chiếc máy thuộc phân khúc cao cấp hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì cái việc mà bố trí cái cụm camera với những cái ống kính kích thước bằng nhau, hình tròn và đặt trên một cái miếng kính khá là nổi bật nằm ngang. Từ đó khi mà anh em xoay máy để anh em chụp hình ở vị trí nằm ngang, nhìn vào cái sẽ gợi nhớ lại rất là nhiều tới những chiếc máy chụp hình compact. Đó cũng là một trong những cái mà bộ họ hướng tới, đó chính là khả năng chụp ảnh. Và có vẻ như là đó cũng là một trong những cái phần mà mình thích đối với cái chiếc Reno 4. Về phần camera cũng là một trong những cái điểm mà mình rất là thích và cảm thấy là khá là ấn tượng cũng như là khá là tiềm năng trên cái chiếc Oppo Reno 4 series này. Và xưa giờ thì khi mà nhắc tới Oppo thì chúng ta thường hay quan tâm tới rất là nhiều và đánh giá khá là cao cái khả năng chụp ra những cái bức ảnh selfie, vừa đảm bảo cái mức độ làm đẹp một cách có kiểm soát nhưng mà vẫn giữ lại được cái sự tự nhiên của cái bức ảnh selfie đó. Tuy nhiên thì sau khoảng thời gian sau này thì họ tập trung hơn nhiều với cái việc là nâng cấp cái phần cứng cũng như là cái phần mềm của cái camera chính. Bên cạnh cái việc là những cái độ phân giải khác nhau hay là những cái tiêu cự khác nhau thì mình nghĩ rằng mình sẽ tập trung nói tới những cái tính năng mà mình nghĩ rằng nó sẽ kích thích những người sử dụng điện thoại chụp ảnh nhiều hơn và vui vẻ hơn, sáng tạo hơn. Ví dụ như là cái chức năng sử dụng AI để chụp ảnh chân dung và tách màu sắc, AI Color Portrait. Rồi cái chủ thể sẽ được giữ lại những cái màu sắc mà chúng ta muốn. Chân dung của chủ thể sẽ có màu sắc, còn xung quanh sẽ là cả một cái nền trắng đen, hay là chỉ cho phép những cái màu đỏ, những màu xanh được giữ lại trong cái khung cảnh đó, còn ngoài ra tất cả đều là màu đen hết. Rõ ràng đây là một cái thể loại ảnh nó không mới, tuy nhiên thì nó đã được hoàn thiện và cải tiến rất là nhiều trên cái chiếc Reno 4 này để cho phép chúng ta có thể dễ dàng tạo được những cái bức ảnh như vậy thay vì phải chỉnh sửa một cách thủ công giống như là từ trước giờ với những cái phần mềm bên thứ ba. Thì bây giờ AI sẽ giúp chúng ta thực hiện cái điều đó và rõ ràng thì cái việc mà chụp ra những bức ảnh này nó cũng dễ dàng hơn và nó dễ chịu hơn rất là nhiều, đó là nhờ sự giúp đỡ của cái camera mono trên cái chiếc máy này. Và anh em thấy đó, những cái kết quả cho ra những bức ảnh khá là ấn tượng, trong đặc biệt là đối với những anh em nào thích những cái thể loại ảnh như là ảnh đời thường hay là ảnh street, ảnh đường phố gì đó thì rõ ràng đây sẽ là cái mà anh em sẽ quan tâm. Và trong một tình huống khác thì như trong bức ảnh này, anh em có thể thấy một cái bức ảnh chụp chân dung một bạn nữ trong cái điều kiện thiếu sáng vào buổi tối dưới cái ánh đèn đường, nhờ cái sự hỗ trợ của những cái công nghệ như là HDR low light hay là thêm những cái thuật toán xử lý khác nữa thì chân dung của mẫu đã được tách ra khỏi nền bằng trí thông minh nhân tạo và vẫn đầy đủ cái độ sáng, độ tự nhiên của bức ảnh. Và mặt khác thì những cái bokeh ở phía sau cũng đã được làm tự nhiên và hài hòa hơn rất nhiều. Từ đó thì nó cho ra một cái bức ảnh mà trong điều kiện thiếu sáng chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng và sử dụng được. Thậm chí là bạn ngoại ngữ này có thể sử dụng nó như là một cái avatar Facebook của bạn ấy vậy. Rằng đó cũng là một trong những cái điểm mà về khả năng của camera mình khá là thích. Chứ dừng lại đó thì về khả năng quay video thì chúng ta vẫn sẽ có những cái tính năng khá là thú vị, khá là hay ho. Thí dụ như là quay super slow motion với cái tốc độ lên tới là 960fps, hay là cái chế độ Ultra Super Steady Mode 3.0. Thì với cái chế độ đó nó sẽ cho phép chúng ta
tạo ra được những cái đoạn video chống rung một cách hiệu quả hơn. Và tất nhiên thì không ai muốn những cái video quay ra và nó bị rung vào bật như thế này. Trên thực tế thì mình thấy là chiếc Oppo Reno 4 này đã thực hiện khá là tốt những cái điều đó. Và cái đoạn video này như anh em có thể thấy, đó là một trong những cái minh chứng. Quay video nhiều thì sẽ khá là tốn pin. Và thực sự mà nói thì thời lượng pin luôn là một cái bài toán khá là nan giải trong cái thế giới smartphone hiện nay. Và thay vì phải nhét một cái viên pin dung lượng rất là lớn vào một chiếc máy để rồi chiếc máy sẽ to ra, không còn mỏng và đẹp như thế này nữa, Oppo họ đã chọn một cái giải pháp khác, đó chính là họ đẩy nhanh cái tốc độ sạc lên. Thì chúng ta sẽ có cái công nghệ sạc VOIC 4.0. Với cái tốc độ đó thì rõ ràng là cái việc mà sạc cho cái chiếc máy này nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Và thực tế sử dụng thì có thể nói là cái viên pin sẽ được sạc từ 0 lên tới 100% chỉ trong vòng đâu đó khoảng 1 tiếng đồng hồ. Một cái con số khá là ấn tượng đối với một cái chiếc điện thoại và đối với cái việc mà chúng ta sạc một chiếc điện thoại. Kỳ thật mà nói thì cái việc mà sạc nhanh nó sẽ thay đổi hoàn toàn cái trải nghiệm của chúng ta khi mà chúng ta sử dụng một cái thiết bị di động. Có thể nói đó cũng là một trong những điểm mà cái chiếc Oppo Find X2 Pro theo mình là một trong những cái chiếc điện thoại flagship cao cấp và tốt nhất trong nửa đầu năm 2020. Vì vậy cho nên là cái việc mà ứng dụng cái sạc nhanh vào trong những cái chiếc máy có thể nói là ở cái tầm thấp hơn, nhưng mà sẽ được thừa hưởng những cái tính năng cao cấp hơn từ những cái dòng máy flagship, thì đây cũng sẽ là một cái điểm mà khá là đáng chú ý đối với chiếc Oppo Reno 4 này. Đây, cái điểm tiếp theo mà mình nghĩ là cần phải nhắc tới khi mà nói tới những cái điểm mà mình cảm thấy thú vị trên cái chiếc Oppo Reno 4 này, đó chính là cái màn hình. Và chúng ta không chỉ có cái màn hình có kích thước là 6.4 inch, độ phân giải là Full HD cộng, độ mảnh đâu đó khoảng 409 dpi, mà chúng ta còn có một cái giải pháp camera selfie được giấu trong cái cụm nút ruồi kép. Tuy nhiên thì cái nút ruồi kép này được làm khá là gọn gàng và nó không quá nổi bật ở một cái góc bên trên bên trái của màn hình. Trong quá trình sử dụng thì cái việc mà quên đi cái sự tồn tại của cái cụm nút ruồi kép này nó sẽ nhanh chóng, đâu đó khoảng một ngày là anh em sẽ không còn quan tâm tới nó nữa. Và mặt khác thì trong quá trình sử dụng nó nằm ở một góc khá là gọn gàng nên nó cũng không gây mất tập trung quá nhiều đối với cái trải nghiệm của người dùng. Và trong một tình huống khác thì khi mà mình chơi PUBG thì cái vị trí của nút ruồi này khi mà mình đặt hai cái bàn tay vào như thế này để mình điều khiển ở hai cạnh bên trên và dưới cái màn hình, cái sự tồn tại của nút ruồi đã được tay của mình nó che lại. Rất là thích cái giải pháp mà nút ruồi được đặt ở một góc như thế này. Nhân tiện nói về game thì có vẻ như là chúng ta sẽ nói sơ tới một chút một cái điểm khác của cái chiếc máy này nữa mà mình nghĩ là cũng khá là ấn tượng. Nó sẽ quyết định tới cái việc là cái P2P của cái chiếc máy này nó có được đánh giá tốt hay không. Và đó chính là cái con chip Snapdragon 720G trên cái chiếc máy này, hay là 8GB RAM. Cái cấu hình đó và cái chữ G đó sẽ cho phép chúng ta nghĩ ngay tới những cái khả năng chơi game của chiếc máy này. Và thực tế sử dụng với những cái tựa game mà mình thường xuyên hay chơi như là PUBG ở cái mức cấu hình tương đối cao, hay là rất là nhiều những cái tác vụ khác, thì gần như cái combo cấu hình này đã cực kỳ thích hợp và đáp ứng được hoàn toàn tất cả những cái gì mà mình muốn một chiếc smartphone có thể đáp ứng với mình. Ngoài ra nhờ cái sức mạnh đó và nó kết hợp với một số cái điểm khá là thông minh trên cái hệ điều hành ColorOS 7.2 trên cái chiếc máy này. Ví dụ như chúng ta sẽ có những cái tính năng khá là hay ho, khá là thú vị như là app lock, hay là những cái chức năng tăng cường cái trải nghiệm hình ảnh, tăng cường trải nghiệm âm thanh trên chiếc máy này. Tụ chung lại cái giải pháp phần mềm lẫn phần cứng và về thiết kế, đặc biệt là những cái tính năng camera sẽ là những cái điểm khá là ấn tượng và giúp cái chiếc Oppo Reno 4 này tìm được một cái hướng nào đó tách ra khỏi cái thế giới smartphone Android vốn dĩ là lúc nào cũng xem nhau. Như mình đã nhiều lần nói, Reno luôn là một trong những cái dòng máy khá là thú vị của Oppo. Reno luôn là nơi Oppo thể hiện những cái sự sáng tạo, những cái sự đột phá của họ trong cái nỗ lực để tìm ra một cái con đường đi riêng. Và rõ ràng Oppo Reno 4 lại tiếp tục là một trong những cái minh chứng khá là rõ ràng cho cái việc đó. Trên đây cũng là những cái trải nghiệm mà mình đúc kết được nhanh trong quá trình hơn một tuần lễ vừa rồi mình sử dụng cái chiếc Oppo Reno 4 này. Nhiều trải nghiệm hơn hay là nhiều hình ảnh hơn, thậm chí là những kết quả bên mắt, thì anh em có thể là bấm vào link bên dưới để xem. Còn bây giờ thì mình là Minh Đức trên tnt.vn và hẹn gặp lại em những video khác.